Tính đến cuối tháng 9 năm nay, khu công nghiệp Thăng Long 2 đã thu hút được 110 dự án vào đầu tư, chủ yếu là doanh nghiệp nước ngoài đến từ Nhật Bản. Trong đó, có 109 dự án đầu tư nước ngoài và một dự án đầu tư trong nước, tổng số vốn đăng ký đạt trên 3,5 tỷ đô la Mỹ và gần 900 tỷ đồng, tạo việc làm cho 29.500 lao động. Năm 2023, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thăng Long 2 nộp thuế nhà nước gần 1.000 tỷ đồng, là khu công nghiệp dẫn đầu tỉnh về quy mô thu hút vốn đầu tư nước ngoài, có nhiều tập đoàn kinh tế lớn từ Nhật Bản vào đầu tư như Kyocera, Hoya, Nippon, Daikin, Toto, Panasonic. Sau khi mở rộng giai đoạn 3, quy mô diện tích của khu rộng 525,7 ha, tỷ lệ diện tích đã có dự án thuê đất đạt 75%. Chủ đầu tư khu công nghiệp là tập đoàn Sumitomo đến từ Nhật Bản tiếp tục có định hướng mở rộng khu để thu hút nhiều hơn nữa dự án và đầu tư.